chưa cả nhà? Vậy là người này là ai? Lắc em lục nó ra trong đó có điện thoại không mới được. Ở dưới Kiên Giang á. Không. Nhà dưới Kiên Giang, quê Kiên Giang á hả? Rồi hôm nay qua ở quận 2 á hả? Rồi em biết bữa nay ông ba là có nhà cho tổng ở hả? Phải vậy không? Rồi em vô em xin ông ba có nhà cho em ở luôn đúng không? À, vậy giờ ông ba đó, ông ba có cái nhà cho em với Phương ở, em chịu không? 3 triệu. Em với Phương ở nha. Ông qua nó cắt nhà cho tổng ở xong rồi cái nhà cho em với Phương ở á. Em chịu không? Chịu. Ok, vậy hen. Ờ. Ở đó coi. Giờ gì trên trời á? Dạ. Ông đợi ông đánh. Không có, nhìn tôi không mua. Bữa này chưa mua. Hồi qua mua. Tối với chị là hát 10 ngày, hát nay đúng 10 ngày luôn. Có, ngày mai hát được rồi. Ôi, tin ơi. Hôm nay đúng 10 ngày mới qua. Tổng ở dưới Kiên Giang nha em. 4 đứa con. Hiện giờ ở quận 2 á. Đó, 4 đứa con. Biết về quê Kiên Giang luôn. Hay chưa? Rồi thấy vậy cho nên mấy bữa nay mới là lại kêu bác ba cất nhà cho ở. Thấy chưa? Đó. Vậy á. Thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ thật là cô chú và anh chị biết. Và em tài này em không biết nó là ai luôn á, có đó là em nói sự thật luôn, nó rõ ràng. Vừa nãy giờ em hỏi nó mới chị thấy đó, tất cả điều gì là biết hết ráo. Để một lát nữa em sẽ lục ở trong cái vỏ đó ra coi có cái gì hen. Bây giờ cho em thầy ăn cơm đi, tối rồi. Nó có làm cái ốm em à? Ừ, luôn tay luôn kìa. Ừ, tối vô, đợi đợi nó ngồi. Đợi nó cho nó ngồi đi em. Ốm mấy bữa nay luôn. Lấy cái ghế đi, kia đồ ăn ngồi. Anh biết cơm gì không? Dạ. Anh biết cơm món gì đó? Cơm thịt kho, lạc kho. Dưa leo. Anh dưa leo đây em không? Đúng. Đây là gà kho mà sáng nay thì mọi người phát đồ ăn hơn 200 phần cho bệnh viện quận 8. Mấy ngày qua dịch bệnh cho nên là tụi mình chỉ có thể nấu số lượng giới hạn thôi. Và sau đó thì đưa vào bên trong bệnh viện. Ngon không? Nó ngon thầy. Nó ngon. Đấy mà thầy đâu. Lỡ nói rồi. Nó đã nói thầy ạ. Lỡ nói thầy ơi. Mấy ngày qua thì bao lâu anh được ăn cơm lại? Dạ. Hôm qua sáng nay có cơm ăn không? Dạ, hôm qua là đi không lấy rồi quận 8 này. Sáng nay ăn cơm gì? Có chắc là chờ chiều mới cơm, chắc được 1-2 giờ. Cơm ai cho? Hồi chiều 1-2 giờ ai cho? Bác cho. Không là bác cho. Có đèn không? Có đèn không không? Có đèn sáng không em? Khỏi. Đỉ á. Hả? Khỏi. Có đỉ đỉ cho. Khỏi lê xuống ăn nè. Thôi. Dữ à. Mấy bữa nay đi đâu nhớ không? Chị lo ngồi chị đó. Mấy bữa nay em đi đâu em có nhớ không? Để chị nghe coi. Hả? Đi tùm lum hết gì nữa rồi. Đi tùm lum hết trơn hả? Nhưng mà đi đâu? Sao mấy bữa nay thấy ốm hả? Đi tắm sông quá mà đi tắm sông quá. Ở tắm sông ở đâu ạ? Mai tắm sông ở đâu? Ở quận 2 cầu Thiện. Ừ,
không ra tụi mình lợi vậy Tấm à? Có mình lỡ ra là không có điện hết. Sao hả? Nhảy dưới Tấm chạy dưới Tấm chết. Không có điện hết, không có gì hết. Sao? Được, đường đó đi quen rồi, không có gì hết. Dạ. Mày đi với mình ghét. Không có Tấm đó nữa hả? Dạ. Giờ Tấm nó còn của em. Đừng có xuống câu chơi cầu kia Tấm nữa nha. Đi vô đó á. Nó vừa bằng cái gì ủa xuống nó Tắm mình mấy hồi rình hà ủa đứng nó phát cơm chị hỏi ủa sao hôm nay mình sao hôi dữ là tài em Tắm nó cầu chữ y á chị tưởng ơi cái nước sông nó dơ quá à hỏi xong đi ra ngoài kia Tắm đâu kia xa quá à ổng ngoài Tắm cái bữa rủ chị thì 10 giờ nhảy xong á chỗ chú ba chút á thì chị ra đó chị vớt nó chứ kêu chú ba chút vớt rồi kêu chú ba đầu ơi vớt nó chị nói không vậy đó mà anh tài vậy ở đó là có chú ba chút vớt mà chú ba chút mà giống được là có ba châu ông la thần dương không phải đâu đó cái hàng luôn rồi đó thấy chưa biết cái bắt đầu lo cái hàng luôn á cái hàng là dễ cho chị bắt cười chết bà luôn hả hàng sáu 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 cái hàng nhiêu sáu sáu cạnh luôn wow. Giá của ổng cái hàng sáu cạnh biết luôn hả đó là cái thằng này nó lạ trời wow lục hả hôm bữa chọc lục một lợn bữa rồi đó ừ trời ơi ngon không nó ngon hả ơi ông ơi thì hụt cái mà biết cái thằng trọng á nó từ đâu luôn á hụt cái đó đó biết là hụt trọng ở Kiên Giang hả? Kiên Giang bốn đứa con tên xe ba gác hiện giờ còn ngủ thêm còn mà các nhà cửa ở xăm mình không vô sinh nhà không có tay mới sinh được chưa rồi ông báo hứa không bà nói xin có hỏi rồi tốt là như nhà nhà không ở đâu không ăn nói vậy đó xin ở đâu tối ngày đi lang thang không à ở đâu mà ở vậy là sao vậy đi ra ban ổ đường không qua uống nhậu về ra ban ổ đường luôn có nhậu hả vậy giờ em hứa là em sẽ ở cho nên ông qua mới cắt cắt rồi là em với Vương mà đứa nào bỏ đi lần này sao? Anh cho người vô ở thì thôi. Hả? Cho người khác vô ở. Một tháng nữa vô ở. Có cho người khác thì vô ở. À, cho người khác vô ở hả? Đó. Mà nếu mà em với Vương không ở thì cho người khác vô ở. Trời ơi. Mấy người này đói. Không ai cho ăn nhiều đâu. Phải không? Mấy người này đâu có cho ai cho cơm đâu mày. Có bởi tôi chích nữa, bởi 19 không ăn nó. Nó đuổi vậy một cái công an anh á mỗi 19 là công an đuổi cho đó đuổi vậy sao không cho em lại nữa không cho em lại đó nên là em đi với bên này đúng không công an đuổi không cho tao chữ y đúng không thôi con nghe chứ trời mà hay chị phục với cái hay á biết ông bà đang cắt nhà tao vô xin nhà về xin nhà ở nè hồi chiều ra ngoài chỗ đường vô nhà bác ba á em biết quán cơm nhà cơm ở đó họ phải không biết cơm ở đó không ta đã bán cái số được không không đi nữa bán cái số em ngồi ngay chỗ đó đi trong đó ra bán cái số chị cho tiền bán cái số mua cái số bán đóng cho em cái bàn vậy nè em chịu không nha đừng đi nữa nha em với Phương nè hai người ra ngồi bán bán ngay ở ngoài đường luôn em với Phương ra chiều hai anh em ra ngồi đó bán đưa bán nước đưa bán cái số chịu không chị cho tiền chị đóng cho cái bàn chị cho tiền bán hiểu không giờ tạm thời á thì giờ có qua mới xây cái nhà nó chắc là ổng hết tiền rồi giờ che cái tấm bạc mua tấm bạc thì che hai đứa ở hiểu không rồi hai anh em chịu ở đó chị mua đóng cái bàn hai anh em bán đứa bán nước đứa bán cái số là sao bán nước á thì để lên chiếc xe này nè rồi mua cái thùng á mua thùng đá bỏ vô bỏ ốp lạnh á rồi bỏ mấy chai ở trên á thì người ta biết người ta lại ta mua nha đứa đó, em bán nước vừa bán giấy số nha giờ hứa nha không có đi lang thang nữa nha thì đó là sáng tới là bác ba nấu cơm á lấy cơm ăn nha
đi ngày mai, ngày mốt đi, ngày mai bếp cơm nghỉ là thứ hai, hôm qua bếp cơm 8 giờ nha, 8 giờ nha, em với Phương qua nha. Rồi chị bạn với bác ba vậy đó, coi chỗ nào che hai anh em ở thì ra đó bán cái số, học Phương bán cái số, còn em bán nước. Chị mua xe bánh á thì mua cái thùng đá để lên, thì mua nước ngọt để lên đó bán, hiểu không? Chị nha, đừng đi nữa ha cưng nha. Chị hỏi lại lịch giờ, biết giờ không? Nhớ giờ không? Nhớ giờ không? Hẹn mấy giờ? Hẹn chị hẹn mấy giờ? Mấy giờ qua biết cơm? Có giờ. Nó khuya mà không ngày. 8 giờ sáng thứ hai. Thứ hai. Ngày mai chủ nhật, ngày mốt thứ hai qua biết cơm Nguyễn Linh. Biết cô biết, biết cô biết cơm đó mà phải không? Nhớ nha. Thì xin nhà cho ở nha. Không đi lang thang nữa nha. Nói bài. Rồi vậy ok. Ừ, còn Phương chịu không? Phương chịu bán vé số không?